Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đa số người dân ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn đã nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường và tại các nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp chưa thực hiện đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Cái đeo khẩu trang thì phải nói là một cái tốt để làm sao mình bảo vệ được cho bản thân mình và những người xung quanh. Thì đeo khẩu trang này là coi như là cũng là một cái chủ trương để làm sao mình phòng chống dịch trong cái tình hình của hiện nay. Tôi thấy rằng tôi hoặc là mọi người nó cần phải đeo khẩu trang. Mình vừa bảo vệ mình mà cái người đối diện hoặc những người mà nói chuyện với mình, tiếp xúc với mình đó, cũng bảo vệ được họ. Thành ra cái chuyện này đối với cái y tế hoặc là với cái bệnh mà Covid hiện đại đó, là mình rất là tốt. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, người dân không nên lơ là chủ quan mà cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của ngành y tế như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn, cài đặt ứng dụng Bluezone, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.